Em Hoa Lan Linh San xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 19 tháng 10 của em anh chị nhé. Em lại tiếp tục lên chia sẻ một số dòng mặt hoa anh chị nhé. Dòng mặt hoa phi điệp. Địa chỉ cơ sở vườn của em là ở Việt Yên, Bắc Giang. Số điện thoại liên hệ của em là 0984 282 911 anh chị nhé. Anh chị có thể add Zalo và gọi trực tiếp cho em anh chị nhé. Đó. Em xin đi chia sẻ vào từng loại mặt hoa anh chị nhé. Và mặt bông đầu tiên là em xin chia sẻ là 5 cánh trắng tuyết ngọc anh chị nhé. Bông 5 cánh trắng tuyết ngọc đây ạ. Đây là cái mặt bông của 5 cánh trắng tuyết ngọc. Và em xin chia sẻ kỳ. Đấy. Đầu tiên là mã số 1 anh chị nhé. 5 cánh trắng tuyết ngọc này. Con này dài tầm khoảng độ 25-27cm rồi anh chị nhé. Và đi ngọn rất là mạnh này. Vẫn đi ngọn rất mạnh các bác nhé. Mã số 1 đầu tiên em xin chia sẻ với giá là 300.000 các bác nhé. 300.000 một cái kỳ tuyết ngọc này. Đấy. Đây là kỳ cất khúc các bác nhé. Mã số 1 này. Em qua mã số 2. Con này. Đấy. Đến mùa này nó cũng đang dần thất ngọn rồi các bác. Con này tầm khoảng độ 18cm các bác nhé. Đấy. Mã số 2. Các bác lên cho em là 250.000. 5 cánh trắng tuyết ngọc các bác nhé. Đấy. Mã số 2 này. Mã số 3. Đấy. Con này tầm khoảng độ 20cm đổ lên các bác nhé. Đấy. Mã số 3, các bác cũng lên cho em là 250.000 nhé. 20cm đổ lên đấy. Mã số 4 các bác này. Con này vẫn đi ngọn các bác nhé. Con này tầm khoảng độ 25cm. Đấy. Các bác cũng lên cho em là 250.000 nhé. 250.000. Đấy. Rồi nó cũng sẽ thắt ngọn xuống lá mà các bác. Đấy. Cái kỳ này nó bị rụng mất cái lá này. Khá là đẹp, kỳ khóa khỏe nha các bác nhé. Đây, kỳ cắt khúc này. Đấy. Mã số 4 các bác cũng lên cho em là 250.000. Mã số 5 này là một cái kỳ đôi các bác nhé. Đấy. Thân lá rất là đẹp và nó đang đi ngọn rất là mạnh các bác nhé. Đây con này vẫn đi ngọn mạnh lắm. Đây. Có hai thân nhé. Đây. Các bác lên cho em mã này là mã số 5, 5 cánh trắng tuyết ngọc. Đấy. Đẹp lắm các bác nhé. Đây này. Các bác lên cho em là 450.000 các bác nhé. 450.000 cái chậu này. Đi ngọn rất là mạnh. Thì tầm 20cm đổ lên các bác nhé. Con này tầm khoảng độ 15cm. Đấy. Đi ngọn rất là mạnh. Rồi. Còn 5 chậu này nhé. Đấy. 5 chậu, 5 cánh trắng tuyết ngọc. Cái mật bông thì là khá là đẹp đấy các bác. Đấy, 5 cánh trắng tuyết ngọc nhé. Và em tiếp theo. Tiếp theo, em đi sang cái mặt bông là mắt đỏ cánh bầu đại các bác nhé. Đông Lai, Tân Lộc, Hòa Bình đấy ạ. Đây là cái mặt bông này nhé. Và em cũng xin chia sẻ kỳ này. Chia sẻ kỳ đây là cái mặt bông nhé các bác nhé. Đây kỳ này. Mắt đỏ Đông Lai, cánh bầu đại. Mắt đỏ Đông Lai thì em chia sẻ là 100.000 một kỳ các bác nhé. Đấy, kỳ số 1 này. Kỳ này tầm khoảng độ 18cm các bác nhé. Tầm 18cm đổ lên. Đấy, bắn rễ rất là khỏe các bác nhé. Số 1 này. Số 2 các bác này. Đấy. Đi ngọn rất mạnh các bác nhá. Những con này vẫn đang đi ngọn rất là mạnh. Số 3 này các bác này. Đấy. Số 3 này. Và đây là số 4 các bác nhá. Mắt đỏ Đông Lai cái màu đại. 100k một kỳ các bác nhá. 100.000 một kỳ thôi. Đấy mắt đỏ Đông Lai. Đấy, 4 kỳ nhá. 4 chậu đấy ạ. Và tiếp theo, em đi sang là 5 cánh trắng kim bôi hay còn gọi là 5 cánh trắng blue. Và đây là cái mặt bông của nó các bác nhé. Đấy. Cái mặt bông của nó khá đẹp các bác này. Đó. Cái mặt bông của 5 cánh trắng kim bôi này. Hay còn gọi 5 cánh trắng blue các bác nhé. Đấy. Em đi vào từng chi tiết từng kỳ một nhé. Kỳ số 1 này. Những cái kỳ này tầm khoảng độ 7-10cm hết rồi các bác nhé. Rất là mạnh. Rất đẹp này. Kỳ số 1 này. Số 2 này các bác này. Đấy. Đi ngọn rất mạnh nhé các bác nhé. Số 3 này. Đấy. Số 4 này các bác này. Đẹp quá. Số 5 này các bác này. Đấy. Đấy, số 5. Rễ nó rất là khỏe. Em cắt khúc rất là lâu, lên chậu rất là lâu các bác nhìn rễ này. Khỏe lắm các bác nhá. Đấy, 5 kỳ kim bôi này. Đấy. Trời mưa nên là quay nó hơi tối các bạn. Đấy, 5 cánh trắng kim bôi nhá, hay còn gọi là cánh trắng blue, 200.000 một kỳ các bác nhá. 200.000 một kỳ. Đấy. Tiếp theo này là một cái bông bệt Gia Lai nha các bác nhé. Đây, bệt Gia Lai này các bác này. Đấy. Bông bệt Gia Lai nhé.
rất là đẹp. Đấy. Em xin đi và chia sẻ kỳ nha các bác nhé. Đấy. Chậu này khá là đẹp, có hai thân các bác nhé. Thân tím rất là đẹp này, đi ngọn rất là mạnh nha các bác. Đó. Bè Gia Lai nhé. Và một cái chậu kỳ của Á Mắt Châu Lưng Xanh các bác này. Con này tầm khoảng độ 25 cm. Đấy. Combo hai chậu, một bè Gia Lai và một Á Mắt Châu Lưng Xanh, các bác lên cho em là 200.000 các bác nhé. 200.000 ạ. Cô mua hai chậu này. Đấy, khá là đẹp các bác nhé. Tiếp theo là mặt bông 5 cánh trắng Võ Tòng anh chị nhé. Đấy, hay còn gọi là Lâm Thồn đấy ạ. Em xin đi và chia sẻ nhé. Kỳ anh chị nhé. Đấy. Cái này thì nó đang thắt ngọn rồi các bác này. Đấy, con này về bật mầm gốc thì quá khỏe luôn các bác nhé. Đây này. Rất là đẹp. Chậu số 1, chậu kỳ số 1 các bác nhé. Các bác lên cho em là 400. 400 một kỳ Võ Tòng các bác nhé. Đấy. Số 2 này. Cũng đang thắt ngọn rồi các bác nhé. Đấy, số 2 cũng là Võ Tòng. Hai em chia sẻ hai chậu nhé. Đấy, hai chậu như này. Các bác lên cho em là 400.000 một chậu các bác nhé. 5 cánh trắng Võ Tòng đấy ạ. Rất là đẹp nhé. Rồi, anh chị liên hệ với em qua số điện thoại 0984282911, em Linh San nhé các bác nhé. Đấy. Đẹp lắm. Những con này mà lên về nó bật mầm gốc là cực khỏe luôn các bác này.